Vâng, xin chào tất cả các bác đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân trân trọng giới thiệu với tất cả các bác qua clip này một siêu phẩm đồng hồ mang thương hiệu Patek Philippe. Và chiếc đồng hồ Patek Philippe 5723 sẽ được trình làng cận cảnh cho quý bác xem ngay bây giờ. Đây là một con đồng hồ Nautilus 5723. Toàn bộ thân vỏ đúc bằng vàng khối, kim cương Bagues thiên nhiên, dây da cực kỳ đẳng cấp tại Kỳ Lân Luxury. Và thông số kỹ thuật của cái đồng hồ này thì mọi thông tin chi tiết đều có tại website kylanluxury.com. Để biết thông tin chi tiết nhanh nhất, quý khách quý bác có thể trực tiếp liên hệ với em qua số hotline 0901247247 hoặc là Zalo qua số điện thoại 0901247247. Bây giờ em sẽ cho các bác xem cận cảnh chi tiết, thật chi tiết một đồng hồ Nautilus của Patek Philippe 5723. Đây là toàn bộ thân vỏ là bằng vàng hồng đúc bằng khối đó, kim cương Bagues thiên nhiên, cọc số là kim cương luôn, một lịch. Vâng, và một vấn đề mà Kỳ Lân có thể gọi là hướng dẫn đi, tại vì chắc chắn rằng tất cả những bác đã xài đồng hồ Patek Philippe thì đã biết chắc chỉnh rồi, nhưng có một số bác chưa dùng, hoặc là có một số bác thì dùng nhưng mà ít dùng, mua chủ yếu trưng bày sưu tầm nên lâu lâu bấm ra lấy dùng có thể quên, thì đó là những cái điều có thật. Cho nên là tuy là cái điều này nhiều người biết rồi, nhưng Kỳ Lân cũng hướng dẫn cho quý khách và quý bác thao tác chỉnh giờ. Đầu tiên đây là cái nấm, chúng ta muốn chỉnh giờ thì chúng ta phải dặn xả ngực cái nấm theo ngực kim đồng hồ nha. Đó, dặn hết ra cho nó bung cái cúc ra, bung cái nấm ra đó. Rồi sau khi chúng ta dặn hết ra rồi thì chúng ta kéo ra một nắp nhẹ, là chúng ta dặn ngược cái nấm này theo chiều kim đồng hồ, dặn xoay tới theo chiều kim đồng hồ nha, thì nó sẽ chạy cái lịch ngày. Và giờ hôm nay là ngày em chỉnh ngày 26 đi, ví dụ như em chỉnh ngày 26 đi, ok, em sẽ dặn miết, thường dặn hai dòng, nó sẽ đi một tour ngày. Và chúng ta dặn hai dòng là sẽ lên lịch đến ngày 26, thì cái lịch này chúng ta chỉnh nó hơi lâu một chút so với cái chỉnh giờ đó, thì đến 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ok. Rồi bây giờ chưa đúng thì bây giờ em sẽ chỉnh giờ. Muốn chỉnh giờ thì giữ y vị hiện trạng đó, chúng ta kéo thêm một nấc nữa. Đây, chúng ta kéo thêm một nấc nữa. Rồi, hồi nãy mình chỉnh lịch á, thì mình chỉnh theo cái nấm dặn theo hướng tới kim đồng hồ. Bây giờ mình chỉnh ngày á, thì mình chỉnh ngược cái nấm theo, ngược cái nấm lại kim đồng hồ nha, ngược cái nấm này sẽ ngược lại, chỉnh ngược xuống lại. Và cho anh biết mấy giờ rồi em ơi? 16:21, ok, là 4:21 đúng không? Ok, nhấn vào, xong đó chúng mình nhấn vào và chúng ta vừa giữ vào cái lực đẩy vô và vừa xoay theo cái hướng nấm theo kim đồng hồ hướng tới đó, đó là chúng ta cũng nghe kêu rét rét rét, có nghĩa là đồng thời lúc này nó đã lên cốt cho chúng ta rồi. Đó, vừa đẩy tay vô, vừa dặn, tức là giữ tay vô cho nó có lực, chúng ta dặn cho nó xoáy vào, ok là xong. Quá đơn giản, hoàn thành chỉnh cốt, chỉnh giờ, chỉnh ngày lịch và lên cốt luôn cho đồng hồ. Đó, chúng ta thử lắc cái máy nghe nó lên cốt rất là phê. Vâng, và như thế vậy là Kỳ Lân đã giới thiệu sơ qua cho tất cả quý khách và các bác xem về chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5723. Thì mọi thông tin chi tiết các bác cứ truy cập trực tiếp vô website Kỳ Lân Luxury, kylanluxury.com. Có thể gọi trực tiếp vào hotline luôn cho nó nhanh để mà Kỳ Lân trực tiếp trao đổi với tất cả các bác về những cái sản phẩm đẳng cấp này. Đồng thời chúng ta có thể mà giao lưu với nhau qua Zalo 0901247247, trang fanpage Kỳ Lân Luxury, trên YouTube Kỳ Lân Luxury. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách. Chúc tất cả quý khách một buổi xem clip thật nhiều niềm vui. Chúc tất cả quý bác quý khách luôn thành công trong cuộc sống và mọi điều như ý. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.